hội thánh, chúng ta cùng mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 7 từ câu 14 đến câu 25. Roma đoạn 7 từ câu 14 đến câu 25. Con xin phép được đọc lời Chúa. Chúng ta biết rằng luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là người xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Tôi không hiểu điều mình làm, vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét. Nhưng nếu tôi làm điều mình không muốn, thì tôi nhìn nhận luật pháp là tốt đẹp. Bây giờ, không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi. Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó. Bởi vậy, tôi khám phá ra luật này. Khi tôi muốn làm điều thiện, thì điều ác bám theo tôi. Vì trong thâm tâm, tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy, chính tôi dùng tâm trí mình phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt mình phục luật của tội lỗi. Dạ, con xin kính mời mục sư. Xin chào, kính chào quý thánh. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa sáng nay, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Ngài, cơ hội rất là quý Chúa cho chúng con đến đây để chúng con được thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, được cầu nguyện cùng Chúa, dâng lên lời cảm tạ, cầu thay cho anh em chúng con về đây. Chúng con đến với lời của Ngài, nguyện xin Thánh Linh hướng dẫn chúng con trong lẽ thật. Nguyện lẽ thật của Ngài giải phóng chúng con được tự do để chúng con hầu việc Ngài. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Hôm nay thì chúng ta suy nghĩ về cái đề tài là cuộc chiến nội tâm. Có lẽ là để giúp cho chúng ta hiểu được cái cuộc chiến này thì tôi dùng một cái hình ảnh để quý vị nhớ nha. Đây. Đây là một cuộc chiến giữa con người mới và con người cũ ở trong chúng ta. Khi chúng ta hiểu được cái cuộc chiến này, tại sao có cái cuộc chiến này đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng. Chúng ta cảm thấy rằng theo Chúa nó dễ dàng. Như Chúa Giêsu nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Có lẽ hiện tại quý vị có những cái tâm sự, có những cái cuộc chiến mà mình phải đương đầu. Nhưng mà có một cuộc chiến chung cho tất cả những người theo Chúa xảy ra ở trong chúng ta mà chúng ta cần phải biết rõ. Chúng ta càng theo Chúa đó, quý vị sẽ cảm thấy rất là bực mình, rất là khó chịu, rất là khổ khi mà mình muốn làm theo ý Chúa đó. Mình quyết tâm làm cái điều gì cho Chúa nhưng mà mình lại thấy rất là khó thực hiện hoặc là khó làm mà mình cảm thấy rất là thất bại. Mình muốn thay đổi cái gì đó ở trong mình mà mình cảm thấy không làm được và dẫn đến cái sự bực bội, cái sự có lúc có thể là tuyệt vọng nữa. Tại sao mà mình dễ kiêu ngạo mà mình một cách nhanh chóng nữa?
Tại sao mình thấy người khác thành công lại vội vàng ganh tị và tức giận? Tại sao chúng ta dễ dàng lên án hơn là cảm thông và tha thứ? Tại sao chúng ta đối xử với người khác khó như vậy, thiếu cái sự thiếu ăn điển? Tại sao chúng ta lại nguội lạnh với Chúa? Tại sao chúng ta không còn cảm thấy thích thú cầu nguyện và học lời Chúa nữa? Tại sao vậy? Và chúng ta nghĩ rằng, ồ, có cái gì wrong, something wrong with me. Nhưng mà cái đoạn Kinh Thánh buổi sáng hôm nay cho chúng ta thấy rằng một cái thực trạng đang xảy ra là chúng ta đang tranh đấu với tội lỗi. Sứ đồ Phaolô ông thiệt tình ông kể ra cái cuộc chiến nội tâm mà ông phải đương đầu hàng giờ, và chúng ta đã nghe đọc. Và mỗi người tin Chúa chúng ta cũng đang ở trong cái cuộc chiến giống như sứ đồ Phaolô, mà chúng ta phải hiểu được cái cuộc chiến này như thế nào. Khi nói đến cuộc chiến thì nó phải nói đến hai cái thế lực, không quý vị? Cuộc chiến là phải có hai cái thế lực, nó chọi với nhau, nó nghịch với nhau. Thì cái hình ảnh mà chúng ta vừa coi đó thì có hai cái thế lực. Cái thế lực của con người cũ và thế lực của con người mới. Sở dĩ mà nó có cuộc chiến này đó, là vì chúng ta tin Chúa. Chúng ta có cái sự sống mới của Chúa đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Trước kia thì chúng ta chỉ có một con người, người Kinh Thánh gọi là con người xác thịt. Nhưng mà từ khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta có một cái sự sống của Chúa đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Và sự sống đó chúng ta gọi là con người mới đó. Và hai cái thế lực này nó chọi với nhau. Để cho chúng ta hiểu được, tại vì Roma đoạn 7 đó thì chúng ta phải trở về Roma đoạn 6 để chúng ta thấy được sau khi chúng ta tin Chúa thì có điều gì nó xảy ra ở trong chúng ta. Thì Roma đoạn 6 đó có 4 câu 6: vậy bởi báp têm mà chúng ta được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết, thế nào thì chúng ta cũng được sự sống trong đời mới thế ấy. Vì nếu chúng ta đã được hiệp nhất với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ được hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài. Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Bây giờ chúng ta phải hiểu rõ cái con người mới này. Chúng ta biết rằng á, khi chúng ta tin Chúa Giê-xu đó, thì chúng ta được hiệp nhất với Chúa Giê-xu ở trong sự chết và sự sống lại. Chúng ta chết đối với cái con người cũ, phải không bạn cho em? Khi mà mình đã chết với Chúa đó, là coi như là mình chết với cái con người cũ của mình. Và mình sống là mình sống trong cái sự sống mới mà Chúa ban cho. Cho nên cái con người, những người tin Chúa là chúng ta không còn ở dưới cái quyền lực của tội lỗi nữa. Vì Kinh Thánh nói rằng tội lỗi đã bị tiêu diệt rồi bởi sự hiệp nhất của chúng ta ở trong Chúa Giê-xu. Tức là tội lỗi nó không còn quyền gì trên chúng ta nữa. Vì sự hiệp nhất của ta trong Chúa Giê-xu đã làm vô hiệu lực tội lỗi rồi. Đó là vấn đề. Cho nên cái sự sống mới, quý ông bà anh chị em, sự sống mới mà Chúa ban cho chúng ta đó, mà gọi là con người mới đó,
Nó không có ở dưới cái sự kềm chế của tội lỗi nữa. Quý vị thấy không? Nó không còn. Nó không có ở dưới cái sự kềm chế của tội lỗi. Nó không có ở dưới cái quyền lực của tội lỗi. Nhưng mà cái con người xác thịt này với ông bà anh chị em, nó vẫn còn. Đây, chúng ta phải hiểu như vậy quý ông bà anh chị em, khi chúng ta tin Chúa Giêsu đó, sự sống của Chúa đến với chúng ta. Và cái sự sống đó quý ông bà anh chị em, nó sẽ kéo dài đến vĩnh cửu. Chứ không phải chúng ta đợi khi chúng ta chết rồi chúng ta mới có sự sống đời đời. Nhưng mà chúng ta hưởng sự sống đời đời ngay bây giờ, đây là một cái chân lý. Ngay bây giờ chúng ta hưởng được cái sự sống đời đời. Đó là một sự sống sung mãn, là một sự sống an bình, vui vẻ, sự sống thánh khiết của Chúa cho chúng ta. Nhưng mà kẹt một cái quý ông bà anh chị em, kẹt cái chỗ này nè, chúng ta vẫn còn ở trong cái xác thịt này. Vì sao không? Đó là lý do tại sao quý vị đọc ở trong Côrintô mà tôi có giảng về cái đề tài mà sự biến hóa vĩ đại đó. Tại vì Chúa cứu cả linh hồn và thể xác. Nhưng mà cái thể xác này đó sẽ được biến hóa ngày Chúa Giêsu chúng ta trở lại, cái thân thể xác này. Nhưng mà kẹn cái là trong lúc từ đây đến đó đó, chúng ta phải sống với cái thể xác này. Vì thấy không? Vì thấy vấn đề ở đây là mình vẫn sống trong thể xác này. Mà cái thể xác này mà cái sứ đồ Phaolô gọi là cái thể xác mà nó phải, nó bị ở dưới cái ách nô lệ của tội lỗi. Đó lý do tại sao mà trong cái con người của mình á có cái sự tranh đấu. Tại vì một bên á là nó kêu ô, nó thích kiêu ngạo, thích ích kỷ, quý vị thấy không? Ích kỷ, kiêu ngạo. Một bên á thì đời sống mới thì nói rằng ô, mình phải sống thánh khiết, sống theo lời Chúa dạy, sống yêu thương, sống tha thứ. Đó là lý do tại làm sao mà chúng ta có cái cuộc chiến nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Đó là lý do quý ông bà anh chị em. Cuộc chiến này sẽ chấm dứt khi cái thân thể này được biến hóa, được biến hóa. Mà từ đây cho đến ngày chúng ta qua đời hay là chúng ta chưa đến đó, chúng ta phải vẫn còn ở trong cái trận chiến. Nội tâm. Và nếu chúng ta đọc kỹ ở trong này đó quý ông bà anh chị em, lý do mà cái con người mới, con người cũ nó nghịch với nhau đó quý ông bà anh chị em, là vì cái con người mới này là con người thánh khiết, con người mới là thánh công chính, con người này mới là con người yêu thương. Vì con người mới này là sự sống của Chúa ở trong chúng ta. Quý vị đừng có nói đây là lý thuyết, đây là cái chân lý mà chúng ta phải hiểu rõ để chúng ta có thể sống được, sống và theo Chúa một cách cảm thấy dễ dàng và làm theo ý Chúa thích nhẹ nhàng. Đây là chân lý quý ông bà anh chị em. Sở dĩ mà nó có cái cuộc chiến đó quý ông bà anh chị em, như tôi nói là cái sự sống của Chúa là một sự sống thánh khiết, sự sống yêu thương. Và cái sự sống này đó, đó là lý do tại sao sứ đồ Phaolô ông nói rằng ông ghét tội lỗi, tôi không hiểu điều mình làm, vì tôi không làm điều mình muốn mà làm điều mình ghét. Khi mình bực bội, dễ nóng, mình thiếu yêu thương, thiếu tha thứ, đó là mình trong lòng, thật sự trong đáy lòng của mình đó, trong cái con người mới đó, mình thấy khó chịu lắm. Sở dĩ mình ghét tội lỗi là vì mình có cái sự sống của Chúa. Ngày xưa mình tội lỗi mình đâu, mình thật ra ngày xưa mình không có sự sống của Chúa thì cứ lương tâm phải miên bàn anh chị em. Cứ là khi mà mình giết người hay là mình trộm cắp, mình hại người khác, ít nhiều gì cái lương tâm mình nó cắn rứt, nó làm mình khó chịu. Nhưng mình làm hoài đó, cái lương tâm mình nó chai, nó không còn nhạy cảm với tội lỗi nữa quý ông bà anh chị em. Hồi nhỏ
Mình nói dối một chút, mình ăn cắp cái giết chì, giết mực. Lớn lên đó là mình ăn cắp cái gì đó. À, mình ăn cắp, nhưng mà mình làm hoài cái mình quen, mình thấy ăn cắp bình thường. Hay là nói dối hồi lúc đó nhỏ, rồi lớn, chuyện lớn cũng nói dối thì trở thành bình thường. Đó là cái lương tâm mình nó bị chai lì, nó không còn nhạy cảm với tội lỗi nữa. Nhưng mà khi mà mình có cái sự sống của Chúa, thật sự đây là vấn đề với ông bà, anh chị em. Nếu tôi và quý vị thật sự tin Chúa, thật sự là những người theo Chúa, là chúng ta phải ở trong cái cuộc chiến nội tâm. Vì sao? Vì chúng ta có sự sống của Chúa. Một cái thế lực mà nó nghịch lại với cái con người cũ ngày xưa của mình, nó chứng minh là chúng ta có sự sống của Chúa ở trong chúng ta. Cho nên ngày hôm nay quý vị theo Chúa cảm thấy làm cái điều gì nó sai, nó thấy khó chịu, và chúng ta đến độ mức độ mà chúng ta ghét tội lỗi. Còn những người mà không có cái sự sống của Chúa, người ta làm điều tốt, điều lành, điều ác mà họ cảm thấy là vui. Vì sao? Vui. Cho nên sứ đồ Phaolô ông nói sở dĩ mà mình có sự tranh đấu là tại vì mình có cái sự sống của Chúa, sự sống thánh khiết, sự sống yêu thương. Và cái sự sống này nó ghét tội lỗi, nó ghét cái sự hận thù, ghét cái sự dối trá. Đó, cho nên quý vị thấy là cái cuộc chiến lý do nào. Đây là cái câu kinh thánh mà nãy tôi muốn cho quý vị thấy đó. Tại sao có cuộc chiến như vậy? Là tại vì cái con người mới đó, nó ưa thích luật pháp, là yêu thích điều công bình, yêu thương. Nó ghét sự dối trá, tội lỗi. Và lý do đó nó dẫn đến cái cuộc chiến như vậy. Và có một điểm thứ hai mà tôi xin quý vị và chúng ta cùng suy nghĩ kỹ cái điểm này. Nó rất là quan trọng. Sứ đồ Phaolô đó, ông chia sẻ kinh nghiệm của ông. Ông chia sẻ cái sự tranh đấu nội tâm của ông. Mà vì ông chia sẻ cho nên ông cho chúng ta biết cái chân lý và bây giờ chúng ta thấy được. Nhưng mà mình biết chân lý rồi đó, thì mình phải áp dụng để mình có thể chiến thắng cái cuộc chiến này, thưa các bạn, chị em. Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. Bây giờ chúng ta đương đầu với cuộc chiến giữa cái thế lực là con người cũ và thế lực là con người mới. Hai cái thế lực này nó chọi với nhau. Và sứ đồ Phaolô ông biết chứ. Ông biết rằng cái điều thiện nó ở trong tôi, cái trong tôi đây đó là không phải trong con người mới như quý vị nghe. Cái tôi đây là trong cái con người cũ đó. Con người cũ. Nghĩa là ở trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. Quý ông bà, anh chị em, chúng ta sẽ thấy rằng đó, ở trong cái con người, trong cái xác thịt của chúng ta đó, quý ông bà, anh chị em, nó có một cái thế lực tội lỗi. Câu 17, bây giờ không phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là chính tội lỗi ở trong tôi. Con người mới ở trong chúng ta và thế lực tội lỗi ở trong chúng ta. Nó ở trong chúng ta 24/24, 7 ngày, suốt cả cuộc đời chúng ta. Ở ngay trong chúng ta, quý ông bà, đây là một thế lực trong chúng ta. Khi chúng ta nằm, nó cũng ở trong. Khi chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta làm việc, chúng ta suy nghĩ, nó ở trong chúng ta. Đây là một cái thế lực ở trong chúng ta. Và bây giờ, cái thế lực đó nó mạnh lắm, quý ông bà, anh chị em. Trả lại vấn đề, thưa quý ông bà, anh chị em, là cái thể xác này chứa cứu cả linh hồn và thể xác luôn, quý ông bà, anh chị em. Và cái thể xác này đó, nó bị dưới cái kèm sự
quyền lực của tội lỗi. Quý vị nói ô, làm sao mình nói là khi mình tin Chúa là mình chết đối với tội lỗi. Thật sự là cái sự sống mới đó quý vị, mà Chúa ban cho mình quý vị, con người mới mà Chúa ban quý vị, nó không còn ở dưới, nó không có ở dưới cái thế lực của tội lỗi. Quý vị nhớ không? Tức là con người mới này đó, nó không ở dưới sự kềm chế của tội lỗi. Nhưng mà cái thể xác này quý ông bà anh chị, cái bản chất tội lỗi mà chúng ta có được từ ông Adam, cho nên chúng ta chỉ thoát hẳn cái thể xác này, nó thoát hẳn khỏi thế lực tội lỗi là khi chúng ta biến hóa, khi chúng ta biến hóa trong ngày cuối cùng. Và từ đây đến đó đó, chúng cái thể xác chúng ta là, cho nên quý vị cảm thấy mình dễ kiêu ngạo, dễ ích kỷ, dễ khó tha thứ là cái gì? Tại vì cái tội lỗi, thế lực tội lỗi nó đang làm ở trong việc chúng ta. Mà đây là vấn đề quý ông bà anh chị em, cái sự hiểu biết của chúng ta và cái ý chí của sức của chúng ta không thắng nổi cái tội lỗi ở trong chúng ta. Mà sở dĩ mà ngày hôm nay có những người họ theo Chúa không có thấy, không có biết được là mình không thể nào cậy vào cái sức của mình được, sự hiểu biết riêng của mình mà mình thắng nó được. Cho nên sứ đồ Phaolô ông nói rằng không được. Ông biết là nói đây cái sự hiểu biết là, rồi ông nói là không có khả năng, tôi không có khả năng. Cho nên mình không có cậy vào cái khả năng. Đây là vấn đề thưa quý bà anh chị em, mình theo Chúa mà mình cậy vào sức riêng, khả năng mình thất bại là cái chỗ đó. Mình khó, mình thấy khó chịu, bực bội là ở chỗ đó quý ông bà anh chị em. Và bây giờ chúng ta mới hiểu ra với Chúa Giêsu nói rằng hãy đến cùng ta, hỡi những kẻ mệt mỏi nặng, vì ách ta nhẹ nhàng và gánh ta dễ chịu lắm. Nhưng mà mặt khác mình thấy là Chúa cũng nói rằng á, theo với Chúa là con đường hẹp, đúng, nó hẹp và nó rất là khó nếu chúng ta theo, chúng ta lấy sức riêng của mình. Đó là vấn đề quý ông bà anh chị em. Nhưng mà nếu chúng ta phải nhìn ra bên ngoài á, có một cái sức, chúng phải nhờ cậy một siêu nhiên, sức siêu nhiên mình mới thắng được. Cho nên tôi thưa quý ông bà anh chị em, mình có những cái gì mà mình mấy lâu nay mình không vượt qua được, những cái gì đó mà tôi tin rằng Chúa biết mà chúng ta vượt qua không được, mà nó làm nó ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của mình, ảnh hưởng đời sống gia đình của mình, ảnh hưởng mối liên hệ của mình, nó có cái gì đó thưa quý ông bà anh chị em mà Chúa biết và quý vị biết. Phải chăng là mình thiệt tình nói với ông bà anh chị em, đây bây giờ quý vị mới hiểu tại sao theo Chúa mình cảm thấy rất là khó, nặng nề, mình thấy học kinh thánh sao nó khó quá, mình thấy nản quá, thấy là vì mình cậy sức riêng. Không thể được quý ông bà anh chị em, phải vượt ra khỏi đó, cái tình trạng đó đi ông bà anh chị em. Không thể nào tiếp tục sống như vậy. Quý vị mình phải thật lòng mà nói với ông bà anh chị em, Chúa cho mình cái sự sống mới để mình hưởng ngày hôm nay, chứ không phải là để qua trong vào nước thiên đàng. Mình muốn Chúa muốn ta chúng ta hưởng cái sức sống, sự sống sung mãn, cái sự bình an, cái sự vui vẻ ngay bây giờ. Đó lý do tại sao Chúa cho mình cái sự sống ngay bây giờ, không đợi đến khi mình chết rồi mới Chúa cho mình sự sống rồi thôi bụp lên thiên đàng. Ngay bây giờ quý vị hưởng. Và quý vị sẽ thấy mình phải thành thật mà nói, mình phải vượt qua cái, vượt lên đi quý ông bà anh chị em. Đừng có cậy vào sức riêng nữa, đừng cậy vào cái sự khôn ngoan của mình nữa. Và sứ đồ Phaolô ông nói rằng ông biết mà, ông biết ở trong có cái lực mạnh lắm, lực tội lỗi rất là mạnh, mà ông nói là ông không có khả năng để làm điều đó.
Mà chúng ta là như chúng ta không khéo là biết bao nhiêu người vướng vào cái chỗ này quý ông bà anh chị em, là vì mình cậy vào cái khả năng của mình. Đó là lý do tại sao vội vàng, đời mình nó vội vàng dễ dàng mình lên án người khác mà thiếu sự thông cảm tha thứ, thiếu ăn điển ăn sủng đối xử với những người khác. Tại vì quý vị biết không, mình cậy vào sức riêng thì nó có điều gì xảy ra với ông bạn chứ? Có hai điều cái hậu quả nó sẽ dẫn đến. Mà mình biết là nó không giải quyết được vấn đề, nhưng mà nó sẽ có hai cái hậu quả. Hậu quả thứ nhất á, là cái gì biểu biết không? Mình sẽ đi đến cái sự tuyệt vọng. Tại vì mình làm không được, mình bực tức, tuyệt vọng. Hậu quả thứ hai đó là nó đi đến cái gì biểu không? Pharisee, kiêu ngạo. Tự cho mình là công chính coi những người khác. Tự mình quốc, quý vị muốn sống cuộc đời nào với ông bà anh chị em? Rất là... cái logic quý vị, lời Chúa để chúng ta hiểu rõ với ông bà anh chị em, tôi nói thật quý vị đó. Mình sẽ sống, đôi lúc đương nhiên cảm xúc mình, người khác làm mình khó chịu, bực bội đủ thứ hết đó. Nhưng mà trong cái thâm tâm của con người mới đó, mình muốn có một cái sự sống sung mãn, mình muốn có sự vui vẻ, mình muốn có sự thỏa lòng, mình muốn được phước, mình muốn thấy mối liên hệ tốt với vợ chồng con cái mình. Tôi thưa ông bà anh chị em, đừng đi vào cái lỗi lầm là mình cậy vào sức riêng, sức riêng của mình. Đây là vấn đề của ông bà anh chị em. Hãy đến với Chúa. Theo Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà thật sự mình hiểu được đó, chân lý đó, thì mình thấy theo Chúa nó rất là phước hạnh, nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu lắm, không như mình tưởng đâu quý ông bà anh chị em. Mà mình phải hiểu, sở dĩ mình mệt mỏi mà tuyệt vọng đó là vì mình tự mình muốn chiến thắng cái con người cũ của mình, rồi mình lay nán. Mình dễ lên án, mình khó tha thứ, mình vội vàng xét đoán là vì mình cho là mình công chính bởi nhờ sức riêng của mình. Quý vị thấy hai cái hậu quả nó dẫn đến không? Thứ nhất là nó không giải quyết, nó không thắng được cái con người, mà nó dẫn đến cái hậu quả tuyệt vọng và Pharisee. Rồi bây giờ làm sao quý ông bà anh chị em? Càng theo Chúa đó quý ông bà anh chị em, càng biết Chúa của mình đó, thì mình thấy rõ cái con người thật của mình đó. Cho nên đó, sứ đồ Phaolô ông mới nói thôi, khốn nạn cho tôi. Ông thấy khổ lắm, khốn nạn, khổ lắm. Tức là ông thành thật với chính mình, quý ông bà anh chị em. Khi nào quý vị không cảm thấy mình khổ trong đời sống tâm linh đó, là mình chưa thành thật với chính mình còn cậy sức riêng của mình đó. Mình phải đến cái chỗ này nè quý ông bà anh chị em. Tôi nói thật quý vị, tuần nay quý vị đi đến cái chỗ này. Nếu mình thấy không giải quyết được cái vấn đề trong mối liên hệ, mình thấy có những cái nan đề, những cái thói hư tật xấu mà mình tranh đấu hoài mà mình không có thắng nổi đó. Mỗi người chúng ta biết, Chúa biết. Tôi biết cái điều gì trong tôi, quý vị biết điều gì trong quý vị. Và Chúa biết tất cả. Mình phải đến cái chỗ này với mọi người. Mình nói rằng, đầu hàng. Con đầu hàng. Con bây giờ con không thể, con không cậy sức riêng của con được. Vì sức của con không chống nổi. Thua. Và phải đi đến cái chỗ mà thành thật với chính mình. Càng sức riêng thì càng khốn. Không quý vị? Thôi bây giờ, ông mới nói rằng, ông mới đặt một câu ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hai chết này. Quý vị nhớ không? Cái thân thể này quý ông bà anh chị em, chính cái thân thể này có gì giống như là nó không có tội tình gì. Nhưng mà cái lực tội lỗi ở trong nó đó
điều khiển nó, ở nó dưới sự điều khiển của ông. Cho nên đến ngày chúng ta gặp Chúa Giêsu đó, Chúa phải biến hóa cái thân thể này quý ông bà anh chị em, để rồi nó thoát mới thật sự là. Sứ đồ ba nói là cuối cùng rồi đó, cuối cùng rồi mình mới, cái chiến thắng cuối cùng là chiến thắng sự chết, là cái thể xác này nó mới được giải phóng. Đấy mới thật sự quý chân lý quý ông bà anh chị em, và chúng ta phải hiểu được điều này quý ông bà. Ngày nào quý vị còn sống đó, thì con người cũ đó, nó ở trong cái tội lỗi, nó ở trong chúng ta 24/7 ngày. Ăn uống, ngủ nghỉ, nó ở trong chúng ta. Chúng ta phải đối diện với nó, chúng ta phải tranh đấu với nó. Thì ông nói là ai sẽ giải cứu? Ông nói bây giờ mình phải hạ mình xuống, mình phải hạ mình xuống để tìm một cái giải pháp. Mình làm không được rồi, phải là một cái sức lực siêu nhiên ở bên ngoài. Ai? Thì ông mới nói rồi. Như vậy chúng ta phải đi đến cái bước mà mình phải thành thật với chính mình, nói rằng mình không làm được, mệt mỏi quá Chúa ơi, tuyệt vọng quá Chúa ơi, con không giải quyết được. Bây giờ mình thành thật với chính mình, rồi mình hạ mình xuống, mình tìm kiếm, ở đây là tìm kiếm Chúa, và cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, Roma đoạn 8, tuần tới thì chúng ta sẽ có diễn giả, nhưng mà tôi sẽ trở về Roma đoạn 8, là ở đây đó quý vị tìm thấy cái câu trả lời cho cái chiến thắng. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ dùng một cái câu ở trong Philip để cho quý vị thấy nghe. Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em. Cái con người mới đó quý vị, ở trong chúng ta là Chúa đang làm việc trong cái con người mới đó, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt lành của Ngài. Hay không ạ? Muốn là nó từ ở trong cái tâm trí của mình, không các bạn, trong lòng của mình muốn. Mà vừa muốn vừa làm, có nghĩa là Chúa giúp sức mình. Quý ông bạn thì em thấy vấn đề đó, Chúa phải làm cho mình muốn, thích làm điều đó, và đồng thời Chúa phải ban cho chúng ta sức để thực hiện. Hai điều này phải có để chúng ta đắc thắng được. Cho nên Chúa Giêsu nói với các môn đồ, quý vị nhớ không? Phi-e-rơ ông nói Chúa ơi, con sẵn sàng chết về Chúa. Quý vị nhớ không? Thì Chúa nói rằng, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Và thật sự ông chối Chúa 3 lần. Ông nói thì hay, ý chí thì hay lắm, mạnh lắm, nhưng mà thực hành không được. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng, hãy thức tỉnh và cầu nguyện. Vì tâm thần thì sao? Ý chí thì muốn, nhưng xác thịt thì yếu đuối, không có khả năng. Nhưng mà ở đây Chúa giúp chúng ta hai điều, vừa muốn và vừa làm, nó hay lắm quý vị. Quý vị muốn biết á, mình biểu con mình á, nó đang chơi game á, con ra shop mua cho má cái này cái kia để về nấu ăn. Nói 1 lần, 2 lần không chịu nghe. Rồi sau đó mình phải dùng lời mạnh hơn á. Đi không? Thì nó đi. Nó đi nhưng mà nó không có muốn. Không yêu mà chứ. Nó bị ép đi mà nó không có muốn. Nhưng mà khi Chúa hành động, chúng ta vừa muốn, rất là vui, và Chúa cho cái năng lực để làm. Đây là cái bí quyết với ông bà anh chị. Nếu quý vị không nắm được thì quý vị sẽ cứ tiếp tục sống trong cái tình trạng tuyệt vọng, hay là mình là người Pharisee. Và theo Chúa rất là nặng nề, rất là khó chịu. Nếu chúng ta nắm được điểm này là chúng ta là người có phước, và chúng ta sống rất là dễ dãi, rất là yêu thương, rất là ăn điển đối với những người xung quanh, đối với vợ con của mình, đối với những anh em, những bạn bè trong hội thánh, trong ngoài xã hội. Rất là tuyệt vời quý vị. Quý vị không đi con đường này, quý vị thấy sức riêng, quý vị sẽ gặp cái hậu quả mà mình phải chịu. Mình sẽ không có kinh nghiệm được cái sự sống của Chúa và Chúa. Quý vị ơi, tại sao Chúa cho chúng ta sự sống của Ngài, kết hợp với chúng ta ở trong Ngài, trong lúc này, trong cái thân xác này, để chúng ta kinh nghiệm được cái sự sống của Ngài, và sự sống sung mãn, sự sống bình an, sự sống vui thỏa, sự sống vui vẻ. Nhưng mà tại mình, không phải là tôi muốn nói để mà
lạy nán quý ông bà, nhắc nhở tôi và quý vị. Mình phải đi đến cái chỗ thành thật với chính mình, hạ mình, cậy vào sức mình không được, cậy vào sức ngoài đó, ở ngoài mình. Đó là sức của Chúa. Chúa hành động, Chúa giúp quý vị. Quý vị làm Chủ nhật trong tuần này đi, quý vị sẽ thấy cái sự thay đổi. Chúa chúng ta sẽ hành động. Tôi nói quý vị nghe, có thể quý vị cả 40-50 năm theo Chúa, cậy sức Chúa chẳng làm gì được. Trong chốc lát, trong giây phút, quý vị cậy sức Chúa, quý vị thay đổi được hoàn cảnh. Quý vị không, quý vị kinh nghiệm, quý vị muốn, quý vị hãy bắt đầu như sứ đồ Phao-lô đi. Quý vị sẽ thấy theo Chúa dễ dàng, nhẹ nhàng, như là Chúa Giê-xu nói. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Như là Chúa con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa. Có thể bấy lâu nay chúng con không có hiểu được cái trận chiến. Chúng con sống có thể làm cho người khác bực bội, khó chịu. Chúng con cứ lao đầu và làm những cái gì, rồi gây ảnh hưởng cho vợ con, gia đình cũng xung quanh của chúng con. Thì bây giờ Chúa ơi, xin Chúa tỏ ra trong thâm tâm của chúng con. Nếu quả thật chúng con là những người tin Chúa thật, thì chúng con phải có sự sống của Chúa. Nếu chúng con có sự sống của Chúa, thì chúng con phải trải nghiệm cuộc chiến nội tâm. Và nếu chúng con biết được cái chân lý này mà chúng con cậy vào sức của chúng con, thì chúng con sẽ đi đến tuyệt vọng và kiêu ngạo thuộc linh. Thì xin Chúa thương xót cho chúng con biết thành thật, hạ mình, nhờ cậy sức của Chúa để cuộc đời chúng con có được sự niềm vui thật sự từ nơi Chúa. Lại xin Chúa làm điều này trong ông bà anh chị em chúng con. Chúng biết được những gì chúng con đang đương đầu trong cuộc sống. Chúng biết rõ được những cái nan đề trong cuộc đời của chúng con. Nguyện xin Chúa Thánh Linh Ngài hành động để giúp chúng con vừa muốn, vừa có khả năng từ Chúa làm được điều Chúa muốn chúng con làm. Con cảm tạ anh Chúa. Và con cầu nguyện này trong danh Chúa Jesus Christ.